Đó, bây giờ hai hai người đè, một người quay đi cho nó khí thế này. Cơm nước thì đi hả, làm tiếp luôn. Nó nổ luôn hả gì? Nổ luôn rồi sao? Trời ơi, hình như đang sung hả gì không biết. Nổ trời, nó nổ trời hả? Nổ mà chưa biết nổ như thế nào. Nổ nó ngon lành hả? Nổ cà tằng nữa cũng chưa biết. Má người ta bắt sai bệnh lại đây, sợ đó chút bệnh mổ thành tàn nữa thì chết liền hả chứ bạn ơi. Khi mình bắt bệnh vậy cũng phải chỉnh chọt lại nữa, là vô là nó ngon liền đâu nha. Má nó bệnh ta bệnh đó bạn, lên coi đây này, rồi cái thời điểm này là có tới ba thợ, là thứ nhất thợ vô thợ Phúc thì quen thuộc ha. Mình trái mình là thợ Hận, hôm trước gỡ cái Vikino 125 đó. Còn ở bên trong là thợ Toàn. Thợ Toàn hôm nay đem lại thử sửa cái hộp số này nè. Chặt cuôn đồ lại mình phải gã ra banh chành hết trơn rồi, thì làm rồi nhưng mà cũng chưa chịu gáp nữa. Coi cái máy này nó nổ làm sao mới gáp cái hộp số. Thấy không? Ba cái hộp số mới ngồi. Hai đâu kia lại. Nhưng mà cái đoạn đầu là thợ Phúc chứ thợ Hạng gáp phải không, đúng không? Phải không Phúc? Phúc dục cái này bắn đi tập. Đi Hạng hả? Dục qua bên kia luôn, cho cái chỗ trắng trống đó. Đó. Ây da. Rồi ok, lập ra đi. Cái nước chậm vô đây. Đi coi chưa? Nước đâu? Không sao. Mình chỉ có kiếm vô coi sao không được. Bộ lửa đâu? Bộ lửa đâu? Bộ lửa là để yên cấp đó. Khoan, hãy dặn coi lửa, mình để vậy đi, mình chị biết nó có lên nhát hay không. Chầm dầu chưa? Dầu rồi luôn không? Thì cái máy dầu là chạy là phải có dầu nè. Rồi có nhát nè, có nước nè. Chùm máy gã quá trời. Toàn toàn bưng cái này dục ngoài toàn. Cái nồi gì vẽ rồi dục đây cho nó sạch ra này coi, quá trời luôn rồi. Đi nhà chợ chết. Thôi bạn vô cầu tắm lấy nước sạch rồi đổ vô coi. Vì sao mình ngoái mình cũng mới sửa mấy triệu bạc mà. Ở trong cầu tắm có cái cài cái thùng trong đó luôn đó. Cái nước máy rồi đổ vô coi cho nó. Quay vô lên dầu ấy. Cái chờ đợi cái này là sướng là phải khô nha, để hơi nó có dập quay cái dầu lên. Dục cái thái nó kéo ngoài luôn. Ờ, dục nó lấy vô đây. Hồi chặt thiệt á, chứ không phải chặt cái lương đâu nha. Chặt cái té đào lắm đó, sắc không luôn. Nè, dạ, coi sạch sẽ rồi. Chứ hồi nó chạy cái nó chặt nó văng vô mặt mình nữa. Đổ dầu đi chưa? Rồi. Nhưng mà trước khi mà chạy đề nghị mấy bạn đưa ra phía ngoài này coi. Cái khối nó ra ngoài rồi coi. Hết nè, trong bình đó nó còn. Không. Rồi chậm anh ca nó quay được rồi. Thôi chậm cho đủ luôn đi. Mà đủ thì cũng hơn ca hả? Nó điện. Dạ điện. Nó nào? Điện. Thì thấy bạn Toàn này là hai lần rồi đó nghe. Ấy lại hồi lại chơi với tính nha, không khi nào mà không nhắc chỉ vợ chứ. Quay đại gấp máy quay đi. Quay đi. Ông máy quay đi. Đó, quay quay cái máy ra đây coi. Máy quay đi. Chuông gấp lại mới về. Dạ, chạy. Tao sợ đường cháy chạy. Đâu lại bây giờ đồ rồi. Chút xíu còn đen nó hấp dẫn nó mới nhanh lên. Sai lấy cái đồ cái ấy. Đen quá không biết. Tao mới lên căng. Ừ. Chưa xếp bên đạn nữa hả? Chưa. Xếp lại mới được nha. Anh dẫn căng kìa. À, thời điểm này là nước đồng các bạn chạy về hướng cầu Dòng Cống đó, là ra sông Hậu là nước đồng đó, còn nếu chạy về Kiên Giang là nước lớn, ở đây là nó vậy đó. Nhiều ra không? Nhiều gì không? Anh lấy em cây 10 cây 10 12
thì sẵn đây nấu luôn cái máy này là cái máy RK125 nha các bạn. Thì mình làm thợ cũng nhiều năm nhưng mà cái RK thì cũng ít có sửa hơn là cái RV nha các bạn. RK là của hãng Kubota của Nhật á. Đó là xài xài máy nghĩa địa đó. Hằng ơi, này đó đó mua nghĩa địa phải không? Mua máy luôn hả? Rồi máy này đó mua nhiều tiền lắm à. Hai mấy triệu hồi xưa. Là cái thời nó chung với Kubota 79 là tiền không đó nha. Hai mấy triệu hồi xưa chắc là mấy cây vàng đó. 30 năm hả Hằng? Hai mấy năm. Thời điểm nó mấy cây vàng đó trời. 5 cây vàng. Bốn năm cây vàng. Rồi bữa nay mình sửa cái máy là tính 4-5 cây vàng nha các bạn. Giờ bán ở đâu được nhiêu đâu. Ừ. Nếu mình tính hồi lúc trước á là khoảng năm 2000 đó, mình mua cái máy tiệm mình là 20 mấy triệu phải không? Là thời điểm đó là 5 cây vàng đó. Thì cái máy này nó cũng tương đương với cái máy tiệm mình nè. Trời ơi quá vinh dự luôn, bữa nay sửa cái máy này. 5 cây vàng. Dữ dằn ha. 5 cây vàng giờ 250 triệu. Nhưng mà mình tính hồi đó giờ còn một cái máy này nè, một chỗ này nè mà nhưng nghĩ nó bán không bán. Mò vô mà nó đây hắn ơi nó ít chạy đó, thì cái đời RK đó các bạn là nó là RV là lấy cái mẫu này nè, sau RV mới lấy cái mẫu của thằng RT rồi đó, đầu trắng chạc rồi đó phải không Hằng? RT là sao Wikino đã giống mấy mẫu này nè. RT là của Thái, Vikino sau cũng lấy cái mẫu rồi hơi chật chạc rồi Hinota gì đó. Nó nói chung thì cũng giống cái mẫu RK nè, RK nó là ban đầu nè, chính thức của Nhật nè. Ôi. Đây. Ba lớp đè đó mày đó đây. Thì cái máy này cũng đại khái là làm dần thôi. Rồi quay đi. Rồi canh chỉnh cốt lại, tại vì bạn hận là nó là cái cốt lúc trước là cái canh lồng đền thì đúng là cái cốt nó đã lệch. Phúc lấy bù lòn ra. Quay đi trúng đầu. Nó lệch. Rồi quay đi chừng nào đi chạy nha. Lên nhẹ là chạy ra đó. Thường ngày nó kêu dữ không? Hay là nó kêu nhỏ vậy? Bóp cái le coi. Quay không có le hả nhờ? Thấy bọt chưa? Nghe bơm không? Bóp cặn cái bơm không? Bơm nhìn nó không kêu lớn đúng không? Nhiều khi cái áp nó yếu là nó không kêu lớn nữa nha. Rồi nghỉ mặt cái đi. Lên dầu rồi, nghỉ cái đi. Quay nhiều cũng lên xin làm kìa. Trước là cái nhớt nhóm nhẹ lần lên rồi báo nhớt chưa, báo lên chưa dữ lắm, lên lúc kim luôn là lên xanh rồi đó phải không? Rồi bao hổm nó sao gấp sao mà mắt bịt lỗ mũi này gấp trước á là có đàn thay nhớt không rồi gấp vô tổ nhớt vô lại mà quay máy lên chạy mắt bịt lỗ mũi thổi luôn lỗ mũi nó ngửa nó mới lên bịt lỗ mũi thổi nó mới lên ha. Thổi mới lên bữa nay thì cái này thì hên quá, bữa nay tôi quay lên lên liền. Quay nhẹ là lên liền đó. Thì người ta nói nhìn cánh thì biết chim bay, mà nhìn cái cách làm việc thì biết cái người là sao. Thì mình qua cái lần mà tiếp xúc với bạn Hận thì mình thấy bạn Hận là xài máy rất là kỹ lưỡng nha. Chẳng những không kỹ mà còn xài đồ là xài đồ xịn đó. Nhưng mà cái đó nó cũng là cái trục trặc đó các bạn. Có nghĩa là hôm qua mua cái bộ xe mây của cái máy gì máy Kubota thì hôm qua thì có điện nhà mình nó là cái cô cửa hàng đó là cái máy đó là chỉ xài cái sơ mi nó ngắn hơn chút xíu thì mình thấy cái đó cũng không thành vấn đề đó. Rồi cái không ngờ gáp vô á là nó đã không có vừa cái bít tâm, có nghĩa là bít tâm cái đỉnh nó thấp hơn đó. Trong trước đó thì mình có kêu đợi Phúc đo nhưng mà đo cũng sơ sức các bạn. Nó hụt đầu bít tông, thành ra cuối cùng phải lấy là cái bộ bạc với cái bít tông của thằng Vikino ráp vô mới vừa đó các bạn. RT là ráp vô RK không có vừa nha, đây là cái xác định chính xác luôn đó. Nhưng mà cái chỗ mà quen biết với mình
mình hiểu nhau thì rất là dễ thông cảm, thì bạn Hạnh cũng vui vẻ rồi. Sau suy bàn bạc thì mình lắp cái bộ của Vikino vô, còn cái bộ kia thì mình để dành. Cuối cùng cũng đã xong. Sau khi mà gắp cái máy, thời gian mà nó hơi lâu vậy rồi, thấy sao? Cảm giác nó đuối không? Không, không đuối, tới giấc này mà không đuối, chưa cơm luôn mà. Tại máy hoàn thành lòng mừng ơi. Nhưng mà cái này là cũng chưa hoàn thành đó nha. Cái này nó mới là coi như là gắp xong thôi. Chỉ còn quan trọng là cho nổ đó. Tới bây giờ thì quay đây. Tới cái vậy giờ đó. Vàng rồi, thôi mình cho nổ đi bạn Hạnh ơi. Quay đây vậy? Quay đây. Quay đây. Gáp lấy công đi. Có công gáp mà. Đó, giờ hai người làm, một người quay đi cho nó khí thế rồi. Yeah.
tay dên á, thì khi mà mình đưa vào á thì cái nó sẽ ảnh hưởng là bị xeo dên đó, thì cái đó phải đưa lên máy phải dứt cái khoảng nó cho nó rộng hơn. Thì theo nguyên tắc chung á thì cái khoảng hở dịch dọc của tay ắc nó phải lớn hơn cái khoảng dịch dọc của cái dây cốt nè các bạn. Đó, là quay lần thứ hai. Mà quay cái máy này thì nó không có kêu bơm nha các bạn. Thì vậy như vậy là cũng chứng tỏ là cái bơm nó cũng không còn mạnh nữa. Mặc dù cái cua ta thì nó không có kêu lớn, áp suất không cao nha, nhưng mà cái tiếng bơm nó phải có. Đó, giờ thì nó không bơm luôn mà sao chạy. Anh có lần gà đó, gà để anh tìm nó nằm ở gà. Thường đó các bạn thì nó chạy ra lốn tốt nè, ra nhỏ nó cũng tốt nè, và nó không thực nè, chạy nó không thực về trước, không thực về sau, nó phải đúng cái chức năng các bạn, có nghĩa là ống hút nó phải hút, còn ống thả nó phải thả nha các bạn. Còn nếu cái máy mà chạy nó đang chạy bình thường mà ống hút quá là máy nó thực ra là nó bị vấn đề gì, xích tắc hở hoặc là nó bị